vào năm 98, anh họ tôi rao giảng phúc âm của Đức Chúa Giêsu với tôi. Anh ấy mang đến cho tôi một quyển kinh thánh, nói với tôi rằng cả kinh thánh đều do Đức Chúa Trời soi dẫn, mọi thứ ở trong đó đều là lời Đức Chúa Trời. Và trong đó có con đường đến thiên quốc và sự sống đời đời. Nghe đến việc có sự sống đời đời, lập tức khơi gợi trí tò mò của tôi. Sau đó, hãy có thời gian lại tôi đọc kinh thánh. Ừ. Tôi sớm biết được rằng Đức Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc nhân loại và tôi đã tiếp nhận Ngài tạ ơn trời. đức chúa trời vì tôi say mê tìm kiếm đức chúa trời nên tôi đã trở thành một đồng sự rồi bắt đầu rao truyền phúc âm và rao giảng cho hội thánh tôi tin chắc kinh thánh là nền tảng và kim chỉ nam cho đức tin của tôi và năm sau hội thánh trở nên quan tàn và ngày càng khó cảm nhận được công tác của đức thánh linh đúng vậy hầu hết các tín hữu đều thụ động và yếu đuối đức tin nguội lạnh ừ. thậm chí nhiều người còn quay lại thế tục chính xác là như ừ. vậy đúng vậy ừ. đối mặt với chuyện này khiến tôi rất lo lắng và bất lực, lòng tôi dần trở nên yếu đuối. Không lẽ chúa đã bỏ rơi chúng ta sao? Nhưng mỗi khi nghĩ đến câu này của chúa, song ai bền lòng đến cuối cùng sẽ được rỗi, là tôi lại tin chúa sẽ không bạc đãi những ai chân thành đi theo ngài. Và tôi tiếp tục dâng mình cho chúa. Tôi thường âm thầm cầu nguyện, xin chúa củng cố đức tin của chúng tôi. Vào lúc đó, có một hội thánh tên là Ti Chấp Phương Đông xuất hiện. Họ làm chứng rằng. Chúa thật sự đã tái lâm bày tỏ lẽ thật và làm công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt ừ. nhiều anh chị em tin chúa đã cải đạo sang ti chất phương đông lúc đó anh có tìm hiểu chuyện này không phải đó không có họ thông công rằng kinh thánh chứa cả lời của đức chúa trời và lời của con người nên tôi không thể tiếp nhận được kinh thánh tuyên bố rõ ràng rằng cả kinh thánh đều bởi đức chúa trời so dẫn trong đó đều là lời đức chúa trời các mục sư trưởng lão lúc nào cũng nói vậy chẳng phải ti chết phương đông đang nói trái với kinh thánh và phản bội chúa sao vì vậy mà tôi kiên quyết phản đối ti chế Phương Đông. Hầu hết các cuộc họp của chúng tôi từ đó trở đi đều thảo luận về cách đề phòng và chống đối ti chế Phương Đông và cách bảo vệ hội thánh khỏi bị mất đàn chiên. Để ngăn người của ti chế Phương Đông cướp chiên của chúng tôi, tôi đã nói với các anh chị em rằng cả kinh thánh đều do Đức Chúa Trời soi dẫn, lời của Ngài đều nằm trong đó. Ta không thể tách khỏi kinh thánh nếu tin Ngài. Đức tin như vậy chính là dị giáo. Tôi mong có thể ngăn họ tìm hiểu về công tác thời kỳ sâu rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nhưng mà họ vẫn cứ nhất quyết tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nè, vì anh có từng thắc mắc tại sao? Dù anh đã cấm cạn nhưng vẫn có rất nhiều người tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng không? Đúng đó. Thật ra, vào lúc đó tôi cũng không hiểu. Nhưng thâm tâm tôi đã xác định hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng vượt ra ngoài kinh thánh. Nên căn bản là tôi không muốn tìm hiểu. Một lần họp ở hội thánh xong, Trở về nhà, tôi thấy vợ tôi đang nhào bộ. Ngồi cạnh vợ tôi là một người phụ nữ ngoài 60. Bà ấy đang cầm một quyển sách và thông công với vợ tôi. Tôi đoán chắc bà ấy tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nên mặt tôi hầm hầm nói, bà phủ nhận từ bỏ kinh thánh, mà vẫn nói mình tin vào Đức Chúa Trời sao? Bà mau về đi. Người chị đó đã kiên nhẫn nói với tôi, người anh em, anh đừng có nóng giận, đừng dội mù quán kết luận. Chúng ta đều từng đọc và nghe câu kinh thánh, cả kinh thánh, đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Nghĩa là mọi lời trong đó đều là lời của Đức Chúa Trời. Sau này ta mới nhận ra, sự giải thích này không được chính xác. Phải. Tôi khinh khỉnh hỏi chị ấy, chị có bằng chứng gì không? Chị ấy liền nói, chẳng hạn như trong phúc âm Luca có đoạn nói rằng, hỏi Theophilus quý nhân, vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta chẳng phải điều này nghĩa là phúc âm luca là do luca từ trải nghiệm của ông mà viết ra sao ừ chính xác luca chỉ đem một số sự việc ông đã thấy và nghe được lúc đó viết ra mà thôi đây là sách do con người viết sao lại nói đều là lời đức chúa trời được phải đúng phải. vậy ừ. điều mà ngài soi dẫn thì không cần được con người trải nghiệm cũng không pha trộn với ý tưởng của con người Amen. hai điều này rõ ràng khác nhau hoàn toàn khi nghe chị ấy nói như vậy tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên những lời được ngài soi dẫn và những lời con người viết dựa trên điều họ thấy và nghe thật sự là có sự khác biệt tôi thấy chị ấy không hề nói gì sai cả tôi hít một hơi thật sâu rồi cẩn thận liếc nhìn chị ấy và thầm nghĩ ây à chị ấy đã lớn tuổi rồi nhìn bề ngoài có vẻ không có học thức lắm nhưng lại thông hiểu như vậy thật không thể tin được nhất thời tôi không thể đáp trả chị ấy lúc đó mặt tôi đỏ bừng lên nếu cứ nghe chị ấy tôi lo mình sẽ bị gạt cho nên tôi đã hắn giọng nói đủ rồi chúng ta có niềm tin khác nhau chị đừng đến đây nữa vừa nói tôi vừa đẩy chị ấy ra khỏi cửa lúc đó khi nhìn thấy sự chân thành trong mắt chị ấy và dáng người yếu ớt của chị trong gió lạnh lòng tôi cảm thấy giống như bị kim đâm vậy không biết cảm giác này là gì nhưng tôi lại nghĩ kinh thánh là lời đức chúa trời rời bỏ kinh thánh tức là không tin ngài những gì họ rao giảng việc ngoài kinh thánh nhưng lại đến để cướp chiên tôi không thể nghe lời họ và phải có một lập trường vững vàng tôi vẫn thanh thản với suy nghĩ và hành động của mình và cố hết sức bảo vệ đàn chiên mặc dù vậy hễ thấy ai từ hội thánh đức chúa trời toàn năng là tôi lại rất lo lắng mối thông công của họ vô cùng hợp lý và khó mà bác bỏ được không còn cách nào chúng tôi phải đưa ra cách tiếp cận cứng rắn để họ không nhân cơ hội cướp mất đàn chiên. Hơn nữa chúng tôi còn áp dụng nguyên tắc không nghe, không đọc, không tương tác. Đức Chúa Giêsu phán, chiên ta thì nghe tiếng ta. Nếu không nghe, không đọc hay tương tác, làm sao anh nghe được tiếng Đức Chúa Trời và tiếp nhận Ngài? Đúng vậy. Nè, vậy anh đã tiếp nhận công tác của Ngài trong thời kỳ sau rốt thế nào? Đúng đó. À, đến chấm thu năm 2004, anh họ tôi là anh Dương gọi điện, nó có chuyện gấp cho nên muốn gặp tôi, tôi dội chạy đến chỗ anh ấy, và chính anh ấy đã giới thiệu anh Vương với tôi. Anh ấy nói anh Vương là một người thuyết giáo và kêu chúng tôi đối thoại về hiểu biết của mình về Chúa. Nghe vậy tôi rất vui. Sau khi chúng tôi chào hỏi nhau, anh họ tôi đưa cho tôi một cuốn kinh thánh, rồi lấy ra hai cuốn sách có bìa cứng và rất dày. Tôi nhìn thấy trên bìa sách ghi là lời xuất hiện trong xác thịt là sách của Tý Chết Phương Đông. Ê, tôi đứng phát dạy nói anh Dương. Anh đã tiếp nhận tia chất phương đông sao? Anh ấy vừa cười vừa nói, đúng vậy em họ. Hôm nay anh kêu em đến đây là vì muốn thông công với em, mong em tìm hiểu công tác thời kỳ sâu so rốt của đức chúa trời toàn năng. Ừ. Lúc ấy tôi nhớ ra, mục sư trưởng lão luôn nói kinh thánh là do đức chúa trời soi dẫn, mọi lời của ngài đều nằm trong đó. Con đường của tia chất phương đông nằm ngoài kinh thánh, khác với con đường của chúa, chúng ta không nên nghe. Biện pháp đối phó tốt nhất chính là né tránh họ nên tôi đã diện cớ là ở nhà có việc cần phải giải quyết. Anh họ tôi bình tĩnh nói với tôi. Em họ, sao cứ thấy người tin Đức Chúa Trời Toàn Năng là bỏ chạy vậy? Nếu em đã biết rõ lẽ thật, sao lại sợ bị lừa gạt? Sao em không bình tâm lại và tìm kiếm một chút? Chính xác lại đó. Hay à, tôi hết cách nên đành phải quay lại chỗ ngồi. Nhưng đầu óc tôi vẫn rối bời. Hôm nay gặp tình huống này, mình nên xử lý làm sao đây? tôi đã thầm cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa, con phó thác cho Ngài, xin hãy bảo vệ và dẫn dắt con. Rồi sau đó, anh họ tôi cầm cuốn lời xuất hiện trong xác tịch lên và đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ừ. Ở trang 1300. Ta khuyên các ngươi nên thật cẩn trọng bước đi trên con đường tin Đức Chúa Trời. Đừng vội kết luận và hơn thế nữa. Đừng quá hờ hững và khinh suất trong niềm tin vào Đức Chúa Trời các ngươi cần biết rằng ít nhất thì những người tin vào đức chúa trời cần phải khiêm nhường và cần phải cung kính những người đã nghe về lẽ thật mà vẫn hết mũi kiêu ngạo là những kẻ dại dột và ngốc nghếch những người đã nghe về lẽ thật mà vẫn bất cẩn kết luận hay chỉ trích nó là những kẻ đầy lòng kiêu ngạo không có bất cứ ai tin vào giê xu lại có tư cách rủa xả hay lên án những người khác các ngươi cần phải trở thành người có lý trí và biết tiếp nhận lẽ thật khi đã nghe về con đường của lẽ thật và đã đọc về lời của sự sống có lẽ ngươi tin rằng chỉ một trong số mười ngàn lời này là nhất quán với niềm tin của ngươi và với kinh thánh vậy thì ngươi nên tiếp tục tìm kiếm trong số mười ngàn lời này đi ta vẫn khuyên bảo ngươi cần phải biết khiêm nhường không nên quá tự tin hay đề cao bản thân với tấm lòng tôn kính đức chúa trời Đơn sơ như vậy, ngươi sẽ có được sự sáng vĩ đại hơn. Nếu ngươi cẩn thận xem xét và liên tục suy ngẫm những lời này, ngươi sẽ hiểu được liệu chúng có phải là lẽ thật hay không và liệu chúng có phải là sự sống hay không. Amen. Ừ. Amen. Amen. Tôi ngồi đó, tuy là ở ngoài mặt vẫn ra dễ không có gì, nhưng thực tế, những lời trong cuốn sách đó đã khiến tôi rất ấn tượng Tại Đức Chúa Đức Trời. Rồi. Tất cả những yêu cầu này đều phù hợp với lời của Đức Chúa Giêsu. Ừ. Đức Chúa phán: phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì thiên quốc là của họ ừ. những ai tin đức chúa trời đều nên có thái độ khiêm nhường và tìm kiếm amen hay tôi không chịu tìm kiếm hay tìm hiểu mà đã mù quáng lên án và phán xét đi chớp phương đông tôi thật ngạo mạn và tự nên công chính ừ. chính vì vậy tôi cảm thấy rất tội lỗi và thầm nghĩ những lời này có gì đó rất đặc biệt tương tự như lời dạy của chúa liệu chúng có thật sự là lời phán của chúa đã tái lâm không tôi cũng nhớ lại những lần gặp gỡ người của hội thánh đức Chúa trời toàn năng, họ đều đàng hoàng và ngay thẳng, rất kiên nhẫn trao truyền phúc âm bằng tình yêu thương. Ừ. Họ giải thích các câu hỏi rất là có cơ sở và cực kỳ thuyết phục. Amen. Nếu không có công tác của đức thánh linh, sao họ có thể tự đạt được khả năng này? Ừ. Điều đó chứng tỏ con đường của đức Chúa trời toàn năng rất đặc biệt. Phải. Nếu đức Chúa trời toàn năng thật sự là đức Chúa Giêsu tái lâm mà tôi không tìm hiểu, thì chẳng phải đang bỏ lỡ cơ hội nghe tiếp Chúa? Và sẽ bị ngài loại bỏ sao ừ, đúng Phải đó Tôi thầm nghĩ hay, Tốt hơn là mình không nên cố chấp nữa Có lẽ Chúa đã thật sự tái lâm rồi Tìm kiếm rõ rồi Mình sẽ hiểu rõ thôi Suy nghĩ một hồi cuối cùng tôi cũng quả quyết Nói Những lời anh đọc rất hay Nghe rất đặc biệt Nhưng em vẫn không hiểu Kinh Thánh là giáo luật của cơ đốc giáo Hơn hai 000 năm qua giới tôn giáo luôn tin rằng Cả Kinh Thánh đều do Đức Chúa Trời soi dẫn và mọi thứ được ghi chép trong kinh thánh đều là lời của ngài. Vì vậy mà kinh thánh đại diện cho Chúa. Bao năm làm cơ đốc nhân, em luôn tiếp nhận điều này. Nhưng giờ anh lại nói, kinh thánh chứa cả lời của Đức Chúa Trời lẫn lời con người, chẳng phải điều này là trái với kinh thánh sao? Điều này là phủ nhận Chúa phản bội Chúa và là một sự bán bổ thật ghê tởm. Anh Vương vẫn kiên nhẫn nói, nói kinh thánh đều do Đức Chúa Trời soi dẫn, có còn phù hợp với thực tế không? Ta có lời nào của Chúa để làm bằng chứng không? Câu hỏi này khiến tôi không biết phải nói gì. Tôi nghĩ đúng vậy. Những lời này là do Pha Lô nói chứ không phải lời của Đức Chúa Giêsu. Phải vậy. Sau đó anh Vương tiếp tục nói: Đức Chúa Giêsu chưa từng nói rằng Kinh Thánh đều do Đức Chúa Trời soi dẫn và Đức Thánh Linh cũng không làm chứng điều này. Những gì Pha Lô nói chỉ đại diện cho sự hiểu biết của ông về Kinh Thánh mà thôi, chứ không đại diện cho Đức Chúa Trời. Đúng Amen. Vậy. Tôi cứng họng. Phải rồi. Sau đó anh Vương lại hỏi tiếp: Phaolô nói, cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Khi ông nói kinh thánh, thực ra là ông đang ám chỉ toàn bộ kinh thánh hay chỉ là một phần của nó mà thôi. Tôi thầm nghĩ, tất nhiên là toàn bộ kinh thánh rồi. Anh Vương lại nói tiếp, lúc Phaolô viết thư thứ hai gửi Timôthê là hơn 60 năm sau khi Chúa đến, và thời điểm đó, tân ước vẫn còn chưa được biên soạn, chỉ có mỗi cựu ước mà thôi. Hơn 90 năm sau khi Chúa đến, Răng mới viết về các khải tượng mà ông nhìn thấy trên đảo Bát Mô, sau đó trở thành sách khải quyền. Hơn 300 năm sau khi chú đến, trong một cuộc họp ở Nicea, lãnh đạo tôn giáo khắp nơi, đã lựa chọn ra bốn sách phúc âm, cũng như một số thư tín từ một lượng lớn thư của các môn đồ. Bên cạnh đó, sách khải quyền của Răng cũng đã được lựa chọn và được biên soạn thành sách tân ước. À. Tiếp theo đó, họ đã kết hợp cuốn sách cựu ước và cả sách tân ước thành một cuốn sách đó là toàn bộ Tân Ước và Cựu Ước mà chúng ta đọc ngày nay. Tân Ước được biên soạn vào 300 năm sau Công nguyên, và Phaolô đã viết thư thứ hai gửi Timôthê 60 năm sau Công nguyên. Ừ. tức là hơn 200 năm trước khi Tân Ước được biên soạn. Từ đó thấy rằng, khi Phaolô nói cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, thì Kinh Thánh mà ông đề cập không hề bao gồm Tân Ước. Ừ. phải đó. Sau khi nghe vậy, tôi lập tức gật gù nói: Nếu Kinh Thánh mà Phaolô đã nói đến không bao gồm tân ước. Hẳn ông ấy ám chỉ cựu ước. Anh Vương nói đúng vậy. Nhưng thật sự thì kể cả cựu ước cũng không hoàn toàn do Đức Chúa Trời soi dẫn. Chúng ta sẽ rõ khi đọc những lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ở trang 859 Ngươi cần phải biết kinh thánh gồm bao nhiêu phần. Cựu ước gồm có sáng thế ký, xuất Egypto ký, và còn có các sách tiên tri mà các nhà tiên tri đã viết. đến cuối cùng, sách Malachi đánh dấu sự kết thúc của cựu ước. các sách tiên tri này hoàn toàn khác các sách khác của kinh thánh. chúng được nói và viết bởi những người đã được ban cho thần tiên tri, bởi những người đã nhận được các khải tượng, hoặc bởi những người đã nhận được tiếng phán từ Đức Giê-hô-va. ngoại trừ các sách tiên tri, mọi thứ khác trong cựu ước đều do con người viết ra sau khi Đức Giê-hô-va hoàn thành công tác. Các sách này không thể thay thế cho sự tiên báo của các nhà tiên tri do Đức Giê-hô-va giấy lên. Giống như sáng thế ký và xuất ê cập tô ký không thể so sánh với sách Ê-sai và với sách Daniel. Những lời tiên tri đã được nói ra trước khi công tác được thực hiện. Trong khi đó thì các sách khác được viết ra sau khi công tác đã được hoàn thành đó là điều con người có khả năng làm không phải mọi thứ trong kinh thánh đều chép về những lời do đức chúa trời phán dạy kinh thánh chỉ ghi lại hai giai đoạn trước trong công tác của ngài một phần trong đó là những lời tiên báo của các nhà tiên tri còn một phần là những kinh nghiệm và kiến thức của những người được đức chúa trời sử dụng qua các thời đại những kinh nghiệm của con người thì nhiễm những quan điểm và kiến thức của họ không thể tránh khỏi điều này trong nhiều sách của Kinh Thánh có chứa những quan niệm của con người, những thành kiến của họ và những cách hiểu phi lý của họ. Hầu hết những lời đó đều là kết quả của sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Chúng là những hiểu biết chính xác. Nhưng không thể nói rằng chúng bày tỏ hoàn toàn chính xác về lẽ thật. Quan điểm của họ về một số điều không gì khác hơn là kiến thức từ kinh nghiệm cá nhân hoặc sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Lời tiên báo của các tiên tri đã được Đức Chúa Trời đích thân chỉ dẫn những lời tiên tri tương tự như của Esai, Daniel, Esera, Jeremy và Ezekiel phát xuất từ sự chỉ dẫn trực tiếp của Đức Thánh Linh. Những người này là những nhà tiên kiến, họ đều đã nhận được thần tiên tri và họ đều là các nhà tiên tri của Cựu Ước. Trong thời đại Luật pháp, những người này nhận được sự soi dẫn của Đức Jehovah đã nói nhiều lời tiên tri và họ được Đức Giê-hô-va trực tiếp chỉ dẫn. Amen. Sau đó thì anh Vương tiếp tục thông công. Lời Đức Chúa Trời toàn năng vô cùng rõ ràng. Những lời tiên tri của các nhà tiên tri đều do Đức Thân Đức Thánh Linh chỉ dẫn và đã được các nhà tiên tri truyền lại, đó là những lời của Đức Chúa Trời và đã truyền đạt chính xác ý của Ngài. Amen. Những lời được Đức Chúa Trời soi dẫn luôn được biểu thị rõ ràng trong Kinh Thánh. Chẳng hạn như ở đầu sách Ê-sai có ghi sai, con trai A-mốt có sự hiện thấy. Ở đầu sách Jeremy có ghi có lời Đức Jehovah phán cùng người. Mọi người chỉ cần chú ý là biết chắc những lời nào là được soi dẫn bởi Đức Chúa trời. Ừ. Đúng là như vậy đó. Chính hả? xác. Ừ. Ngoài các sách tiên tri, những phần khác của kinh thánh là những lời tường thuật được con người viết sau khi trải nghiệm công tác của Đức Chúa trời. hầu hết những lời này đều là hồi ký, những trải nghiệm cùng với những lời này đều là của con người, không thể là lời Đức Chúa trời được. Vì vậy khó tránh bị pha tạp ý của con người Đúng không? Như trong thư thứ hai gửi Samuel chương 24 câu 1 có nói Đức Giê-hô-va lại nổi cơn tình nộ cùng dân Israel Ngài dục lòng David nghịch cùng chúng mà rằng Hãy đi tu bộ dân Israel và dân Judah ừ. Tuy nhiên, sách sử biên niên quyển thứ nhất chương 21 câu 1 lại nói Satan muốn làm hại cho Israel Bèn dục David lấy số Israel Cả hai câu này được ghi lại khi David đếm số dân Israel một nơi thì nói Giê-hô-va đức chúa trời kêu david đi đếm số dân ừ. chỗ khác thì nói chính sa tăng đã sai david đi làm chuyện đó nếu lại do đức chúa trời soi dẫn vậy thì sao lại có một sự khác biệt lớn như vậy à, phải rồi. đúng vậy nếu như toàn bộ cựu ước là do đức chúa trời soi dẫn thì ngài có phạm sai lầm khi soi dẫn một câu chuyện có cùng sự kiện không ừ. không, không thể nào điều đó là không đúng thể vậy. nào ừ. sau khi nghe anh vương nói xong đầu óc tôi mở mang ra nhiều suy nghĩ cố chấp của tôi bắt đầu sụp đổ tạ ơn đức chúa trời tôi nói nếu cựu ước không hoàn toàn là do đức chúa trời soi dẫn vậy thì chúng ta cũng không thể nói toàn bộ tân ước đều là lời của ngài được ừ. vì đó đều là những ghi chép của các sứ đồ anh vương vui vẻ đáp lại tạ ơn đức chúa trời cuối cùng anh cũng hiểu đúng rồi đó ừ. rồi anh vương nói tiếp thực ra trong toàn bộ tân ước chỉ có lời đức chúa giêsu và lời tiên tri trong khải quyền là lời đức chúa trời phần còn lại là lời của các môn đồ những người pha -ri -si của người bình thường, của các binh sĩ, và lời của ác quỷ. Nếu nói mọi thứ trong Kinh Thánh đều là lời của Đức Chúa Trời, thì chẳng phải quá vô lý sao? Ừ. Chẳng phải như vậy là bán bổ sao? Phải. Chính xác. Chính xác là vậy. Đúng vậy. Ừ. Rồi anh Vương đã đọc tôi nghe một đoạn lời nữa của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ừ. Ở trang 869. Hãy để tôi đọc cho. Được. Ngày nay, mọi người tin Kinh Thánh là Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. Nên họ cũng tin rằng mọi lời trong Kinh Thánh là những lời duy nhất Đức Chúa Trời phán và tất cả chúng đều do chính Đức Chúa Trời phán. Những người tin vào Đức Chúa Trời thậm chí còn nghĩ rằng mặc dù tất cả 66 sách của Cựu Ước và Tân Ước đều do con người viết ra, nhưng tất cả đều được Đức Chúa Trời soi dẫn và ghi chép về những lời phán của Đức Thánh Linh. Đây là cách hiểu sai lầm của con người và nó hoàn toàn không phù hợp với sự thật Thực ra, ngoài các sách tiên tri của các nhà tiên tri, Cựu Ước đa phần là bản ghi chép lịch sử, một số thư tín của từng ước đến từ những kinh nghiệm của con người và một số đến từ sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Chẳng hạn, các thư tín của Phaolô phát xuất từ công việc của một con người, chúng là kết quả của sự khai sáng của Đức Thánh Linh và tất cả chúng đã được viết cho các hội thánh và là những lời khuyên bảo khích lệ cho các anh chị em trong các hội thánh chúng không phải là những lời của Đức Thánh Linh phán. Phaolô không thể phán nhân danh Đức Thánh Linh. Và ông cũng không phải là một nhà tiên tri, lại càng không thể nhìn thấy những khải tượng mà săn đã trông thấy. Các thư tín của ông được viết cho các hội thánh Epheso, Philadelphia, Galati và các hội thánh khác. Nếu mọi người xem các thư tín hoặc những lời giống của Phaolô là những lời phán của Đức Thánh Linh và tôn thờ chúng như Đức Chúa Trời, thì chỉ có thể nói rằng họ thực sự đã quá bừa bãi. Nói một cách gay gắt hơn, chẳng phải đây đơn thuần là bán bổ sao? Phải đó. Sao một con người có thể phán nhân danh Đức Chúa Trời được? Sao mọi người có thể cúi lại trước những bản ghi chép và những lời nói của con người như thể chúng là thánh thư và như thể chúng là thiên thư được? Lời của Đức Chúa Trời có thể được thốt ra tùy tiện bởi con người sao? Sao họ có thể phán nhân danh Đức Chúa Trời được? Amen. 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 Càng nghe thì tôi càng hiểu. Tôi đã than thở rằng: Trước kia, bối cảnh mà Paulo nói những lời này, em thật sự không hiểu, em cứ tưởng cả kinh thánh đều do Đức Chúa Trời soi dẫn và những lời trong đó đều của Đức Chúa Trời, tin vào kinh thánh là tin vào Ngài. Cách hiểu này đúng là quá ngớ ngẩn, Phải. đúng vậy. Em cứ nhất quyết cho rằng lời của con người là lời Đức Chúa Trời và dùng chúng để thay đủ đức tin, vậy là xa rời con đường của Chúa, đúng vậy. Hàng ngàn năm qua, giới tôn giáo vẫn luôn truy trì quan điểm này. Ừ. Họ tin rằng toàn bộ kinh thánh là do Đức Chúa Trời soi dẫn nên họ đã bám vào kinh thánh. Phải đó. Nếu Đức Chúa Trời toàn năng không bày tỏ lẽ thật và mặc khải kinh thánh thật sự là gì thì sẽ không ai trong chúng ta thoát được quan niệm này và sẽ tiếp tục xem kinh thánh chính là Đức Chúa Trời, đúng vậy. Rồi anh Vương tiếp tục thông công rằng kinh thánh chỉ là bằng chứng cho công tác của Đức Chúa Trời, đó là một cuốn sách lịch sử ghi lại công tác của Đức Chúa Trời trong thời đại luật pháp và thời đại ân điển sao nói lại ngang hàng với đức chúa trời được? Phải đó. Vì vậy đức chúa Giêsu khiển trách những người Pha ri si rằng các ngươi dò xem kinh thánh vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời ấy là kinh thánh làm chứng về ta vậy các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Ừ. Amen. đúng vậy kinh thánh chỉ là bằng chứng về đức chúa trời ừ. nó không giữ sự sống đời đời chỉ đức chúa trời mới ban cho con người sự sống đời đời. Phải. Amen. chính xác tôi nhớ anh họ tôi cũng thông công rằng thông qua việc đọc kinh thánh ta hiểu được công tác của Đức Chúa Trời trong thời đại luật pháp và thời đại ân điển, biết rằng dạng vật trong vũ trụ đều do Đức Chúa Trời tạo dựng. Cách Đức Chúa Trời ban hành luật để dẫn dắt nhân loại, cách để chúng ta sống trên đất thế nào và thờ phượng Ngài ra sao. Chúng ta biết tội lỗi là gì và loại người mà Đức Chúa Trời ban phước hay rủa xả. Chúng ta cũng biết mình nên thú tội và ăn năn với Chúa như thế nào. Ừ. Biết cách để khiêm nhường, kiên nhẫn, tha thứ, biết cách vác thập tự giá và đi theo Chúa chúng ta thấy được lòng thương xót và tình yêu vô hạn của Đức Chúa Giêsu. Hiểu được rằng chỉ có tin vào Đức Chúa Giêsu và đến trước Ngài, ta mới có thể tận hưởng ân điển và lẽ thật của Đức Chúa Trời. Ừ. Nhưng đối với những lẽ thật mà Đức Chúa Trời bày tỏ trong thời kỳ sau rốt, cách Ngài phán xét và làm tinh sạch sự bại hoại của con người và giải quyết tận gốc tội lỗi của ta, thì ta lại không biết gì. Vì những lẽ thật này không được ghi lại trong Kinh Thánh. Amen. Thời kỳ sau rốt Đức Chúa Trời toàn năng làm công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời dựa trên công tác cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu, bày tỏ lẽ thật về việc làm tinh sạch con người và phơi bày tâm tính cũng như bản tính sa tăng của nhân loại bại hoại để tâm tính chúng ta được tinh sạch trở thành những người yêu kính và dân phục Đức Chúa Trời để chúng ta nhận ra tâm tính Đức Chúa Trời là thánh khiết và công chính không dung thứ sự xúc phạm. Amen. Những lời này chính là con đường sự sống đời đời thực sự. Amen. Hoàn toàn ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Giêsu ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa. Nhưng, Nhưng bây giờ, giờ những điều, điều đó, đó cao, cao quá sức, sức các, các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thật thì ngài, ngài dẫn các ngươi vào trong mọi lẻ thật. thật. Amen. 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 Cuốn sách lại xuất hiện trong xác tịch này là lời được tiên tri trong khải quyền mà đức thánh linh phán dạy các hội thánh. Ừ. Nó là cuốn kỳ thư được chiên con mở ra. Amen. Amen. Người tự giới tôn giáo thực sự tin đức chúa trời nhờ độc lời của đức chúa trời toàn năng đã nhận ra tiếng đức chúa trời hướng về đức chúa trời toàn năng và đi theo biết chân chiên con. À ta ơn đức chúa trời. ta ơn, ơn đức, đức chúa trời. trời. đây chính là các trinh nữ công ngoan đến tham dự tiệc cưới của chàng rể. đúng ừ. vậy. anh Vương đã đọc thêm một đoạn lời đức chúa trời toàn năng nữa. Ừ. ta cùng xem một video nha. Được. 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 đức chúa trời toàn năng phán. Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mang đến sự sống và mang đến con đường lẽ thật bền vững và vĩnh cửu. lẽ thật này là con đường mà thông qua đó con người đạt được sự sống. Và đây là con đường duy nhất mà qua đó con người mới biết đến Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời chấp thuận. Nếu người không kiếm tìm con đường sự sống được đấng Christ của thời kỳ sau rốt cung cấp, thì ngươi sẽ không bao giờ có được sự chấp thuận của Giêsu và sẽ không bao giờ đủ tư cách để bước vào cánh cổng của vương quốc thiên đàng bởi ngươi vừa là con dối vừa là tù nhân của lịch sử những ai bị chi phối bởi phép tắc bởi câu chữ và bị trói buộc bởi lịch sử sẽ không bao giờ có thể có được sự sống cũng như không thể đạt được con đường sự sống đời đời đó là bởi vì tất cả những gì họ có được chỉ là nước đục mà họ đã bám vào hàng ngàn năm nay thay vì nước sự sống tuôn chảy từ ngôi. Những ai không được cung cấp nước sự sống thì sẽ vẫn mãi là những xác chết, là những món đồ chơi của Satan và là con cái của địa ngục. Vậy thì làm sao họ có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời? Nếu người chỉ cố bám víu vào quá khứ, chỉ cố giữ mọi thứ nguyên trạng bằng cách đứng yên và không thử thay đổi hiện trạng cũng như buông bỏ lịch sử thì chẳng phải người sẽ luôn luôn chống lại Đức Chúa Trời sao? Các bước trong công tác của Đức Chúa Trời lớn lao và vĩ đại như sóng trào và sấm rội mà ngươi thì ngồi thụ động chờ đợi sự hủy diệt, bám lấy sự dại dột của mình và chẳng làm gì cả. Bằng cách này, làm sao ngươi có thể được xem là một người đang theo bước chân của chiên con? làm sao ngươi có thể biện hộ rằng đức chúa trời mà ngươi đang bám víu vào là một đức chúa trời luôn mới mẻ và không bao giờ cũ và làm sao những câu chữ trong những trang sách ố vàng của ngươi có thể đưa ngươi sang một thời đại mới làm sao chúng có thể dẫn dắt ngươi tìm kiếm các bước trong công tác của đức chúa trời và làm sao chúng có thể dẫn ngươi lên được thiên đàng thứ người đang giữ trong tay là những câu chữ có thể đem lại chút khuây khỏa tạm bỡ Chứ không phải là lẽ thật có thể ban sự sống Thánh kinh mà ngươi đọc chỉ có thể làm phong phú cho miệng lưỡi của ngươi Và không phải là những lời triết lý có thể giúp ngươi biết được sự sống của con người Càng không phải là những con đường có thể dẫn dắt ngươi đến sự hoàn thiện Sự khác biệt này không cho ngươi lý do để suy ngẫm sao nó không khiến ngươi nhận ra được những mầu nhiệm ẩn chứa trong đó sao ngươi có khả năng tự mình lên thiên đàng để gặp đức chúa trời không không có sự hiện đến của đức chúa trời ngươi có thể tự mình vào thiên đàng để tận hưởng niềm vui gia đình với đức chúa trời không giờ ngươi vẫn đang mơ hay sao vậy thì ta đề nghị ngươi hãy thôi mơ mộng và hãy nhìn xem ai đang làm việc lúc này nhìn để thấy ai đang thực hiện công tác cứu rỗi con người trong thời kỳ sau rốt. Nếu không làm thế, người sẽ không bao giờ có được lẽ thật và sẽ không bao giờ có được sự sống. Ừ. Amen. 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 Sau khi nghe những lời này, tôi rất bàng hoàng. Nếu vẫn cứ bám vào những quan điểm tôn giáo của mình thì cuối cùng chính tôi sẽ là người chịu thiệt trong những năm làm cơ đốc nhân tôi đã tích lũy được biết bao kiến thức kinh thánh nhưng lại không hề hiểu lẽ thật cũng không hiểu đức chúa trời mà trái lại tôi ngày càng trở nên ngạo mạn chúa đã tái lâm nhưng tôi không những không chịu tìm hiểu mà còn lên án sự xuất hiện và công tác của đức chúa trời toàn năng tôi thật không khác gì những người Pha-ri-si chống đối đức chúa trời tôi thật sự mù quáng và không biết đức chúa trời tôi không những bám vào các quan niệm mà còn dắt óc nghĩ cách để ngăn cản các anh chị em tìm hiểu. Vậy chẳng phải là làm gián đoạn công tác của Đức Chúa Trời sao? Nếu người khác không thể nghe tiếp Chúa hay đi theo Ngài, họ sẽ mất cơ hội bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Phải. Đúng vậy. Tôi đã kéo những người khác xuống địa ngục và tôi đã chống đối Đức Chúa Trời. Tôi phạm một điều ác như vậy, nhưng Ngài vẫn ban ân điển và thương xót tôi. Đức Chúa Trời đã cho tôi nghe tiếng Ngài và chứng kiến sự xuất hiện của Ngài tình yêu của Ngài thật là cao cả. Amen. Phải. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Sau đó, chúng tôi tiếp tục thông công với nhau về Kinh Thánh và về lý do Hội Thánh trong thời đại ân điển dần trở nên quan tàn. Cách Đức Chúa Trời cứu rỗi nhân loại qua ba giai đoạn công tác và nhiều điều khác nữa. Sau đó, tôi đọc rất nhiều những lời của Đức Chúa Trời toàn năng và tiếp nhận công tác của Ngài thời kỳ sau rốt. Vợ tôi cũng tiếp nhận công tác của Ngài. <laughs> Tạ ơn Đức, Tạ Đức Chúa Trời. Ừ. Chuyện của Đức Chúa Trời thì nghe tiếng Ngài.